hệ thống đại lừa dối yêu ngụy tra nam lão lục cẩu ký đến gây sự vô sĩ tuyệt đối đột phá đạo đức của ngươi điểm máu chốt tô đại lực đối với hắn kích hoạt hệ thống nhiều bao nhiêu ít có như vậy điểm ý kiến tôi ngay cả bạn gái cũng không có anh mỗi ngày thưởng cho tôi thuốc bổ thận làm gì hệ thống có đạo lý vậy ta về sau cái gì cũng không cho tô đại lực lồi ngươi sẽ không cho điểm khác sao hệ thống ví dụ tô đại lực. Ví dụ như xe sang trọng, biệt thự, siêu năng lực. Công pháp, thuộc tính, hắc khoa học kỹ thuật. Hệ thống. Cái này thật không có. Hơn nữa, cho dù ta có, ngươi cảm thấy mình xứng sao? Tô đại lực. Ta như thế nào liền không xứng, ta mỗi ngày cẩn trọng làm nhiệm vụ, ta dựa vào cái gì không xứng. Hệ thống. Ha ha. Ngươi muốn nói như vậy ta đây phát cho ngươi chút nhiệm vụ xóa bỏ thất bại phần thưởng phong phú lắm thế nào rồi tô đại lực thống tử ca ngươi nhìn ngươi xem ta đây đang đùa với ngươi ngươi sao còn tưởng thật hệ thống ta sợ ngươi nói ta cho quá ít tô đại lực không ít tuyệt đối không ít hơn nữa con người tôi trời sinh sức yếu chính là phải bồi bổ thật tốt phát phát cho tôi sức lực hệ thống khinh bỉ chương không không nếu không thì chôn a à. bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương không 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 ác tâm đồ vật bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương không không từ diệu ân bánh bao nhỏ bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 0004 Năm năm ước hẹn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 0005 Bổ thận hệ thống Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 0006 Nhiệm vụ đổi mới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương không 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 mấy thứ bẩn thỉu bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương không 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 thực sự là phế vật bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương không 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 sát cơ chợt hiện bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 0010 Ký ức điều khiển Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.